Và quý vị ơi, bonsai 160 quý vị ơi, 4 cây sam hương 300k bao ship toàn quốc. Anh nào quen ship code lại chuyển tiền trước nha quý vị. Rồi bây giờ 4 cây này là bao gồm chậu luôn nha, chậu tượng đồ ha. Đó, cái nhà gì tùm lum hết nha. Nè, cái này là hai chậu lồng luôn ha. Nhưng mà bây giờ cái chậu này nha, tôi đóng gói cẩn thận kỹ lưỡng cho quý vị nha. Mà đi đến nơi cái sàn super mà nó chuyển đến mà có bể cái nào, mà trong đây có bể cái nào là quý vị không có đền nha quý vị. Rồi tôi bán, tôi giao trước rồi nha, tôi gói rất là kỹ nha, nhưng mà nó có lỡ có bị bể là không có đền nè nha. Có một cái mà đền tôi cũng biết sao mà tôi chuyển cho quý vị nha. Đó, mà bán là tôi giao rõ ràng vậy nha, cái nào mà có hư hao đổ bể vậy là không có đền nè. Tôi gói rất kỹ nha, nhưng mà nhiều khi cái chuyện mình đi vận chuyển đi xa xôi là nó không có nói trước được điều gì nha quý vị. Đó mà có giao trước luôn à. Rồi vậy nha, 4 cái này là 300k là bao ship nha. Hàng này thì tôi hết rồi nha, tôi bán cho cái phôi thanh bình hết chân luôn rồi, không còn cái nào đó. Còn có mấy cái để trên kệ chơi bậy bạ vậy. Bữa nay đem ra bán luôn nha. Rồi đây là cây đầu tiên nha quý vị. Một cây mấy cái này nó dài dữ lắm rồi. Cây này nó tới hai cái chậu luôn nha, cái chậu nhỏ xíu trong này lồng chậu luôn nha. Cây này rất là đẹp luôn á, siêu mini luôn đó, chút bẹo luôn nè. Đó mà tôi lồng thêm cái chậu bự ngoài nữa nè, ở trong mà cái chậu nhỏ chiếu nè. Rồi 4 cây 300 bao ship, 2 cây. Cây này cây thứ 3 nha. Cái này là đồ Nhật nha. Cái này cái tháp nha, cái này cái cây ha. Rồi 3 cái. Cái này cái thứ tư nè. Này cũng đồ Nhật luôn đó nè. Ở đây có cái nhà luôn nè, cây luôn nè. Cái bán luôn đó. Ô bán luôn hết cho rồi, đi cho rồi để con tại nó đi. Rồi nha, 4 cây là 3 xị bao ship luôn nha. Bể chậu là không có đền nha quý vị, nói trước nha. Rồi kết thúc luôn. Tắt máy lại.